Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Còn gì đau lòng bằng cảnh một đám tang nhưng có đến hai người mất đi. Sự việc đau lòng này đã xảy ra tại Phú Thọ. Người cha chồng cứu con dâu của mình ngay tại phòng tắm, nhưng rồi cuối cùng cả hai người đều phải bỏ mạng nơi đây. Nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm này sẽ khiến cho những người xung quanh cũng phải khiếp sợ. Chi tiết như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sự việc đau lòng xảy ra vào lúc 17:30 tại khu 5 xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Công an xã Sơn Thủy cho biết, sau bữa cơm tối, chị Phạm Minh Ca, sinh năm 1975, bật bình nóng lạnh rồi đi tắm. Vừa xối nước lên người chưa được bao lâu thì chị Nga ngã vật ra sàn nhà tắm, bất động. Thấy sự việc bất thường, ông Đỗ Đình Khôi, sinh năm 1945, là bố chồng của chị Nga, đã chạy tới mở cửa nhà tắm để kéo con dâu ra ngoài và cũng bị điện giật, ngã sõng soài tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thanh Thủy và công an của tỉnh Phú Thọ đã phong tỏa bảo vệ hiện trường. Một đoàn công tác gồm công an, pháp y đã có mặt để tiến hành điều tra về nguyên nhân cái chết của hai bố con. Bước đầu kết luận, cả hai cùng chết vì sự cố hở điện của bình nóng lạnh. Theo lời kể của bà Đinh Thị Luận, vợ của ông Khôi, với cơ quan chức năng, sau bữa cơm tối, bà đi lễ ở nhà thờ. Ở nhà chỉ còn có ông Khôi, chị Nga và ba đứa nhỏ con của chị Nga. Cũng may mắn khi ông nội và mẹ bị cục ngã trong nhà tắm, ba cháu nhỏ đã không chạy vào ứng cứu mà chạy sang nhà hàng xóm để hô hoán và báo tin. Bà Đinh Thị Luận cũng cho biết, vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, ông Khôi đã tự tay sửa chữa bình nóng lạnh, vốn đã được gia đình sử dụng trong nhiều năm nay. Được biết, trong khoảng thời gian này đã xảy ra khá nhiều những vụ rò rỉ điện từ bình nước nóng gây chết người. Vào tháng 9 tại tỉnh Thanh Hóa, cháu Lê Ngọc Hoa sinh năm 2000 qua nhà của ông bà chơi và bị điện giật từ bình nước nóng rò rỉ truyền qua vòi hoa sen, giật chết ngay tại chỗ. Ngày 5 tháng 12, tại nhà số 34 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, khi cầm vòi hoa sen lên để tắm, bà Nguyễn Thị Thu Mai, 46 tuổi, bị điện rò rỉ từ bình nước nóng giật đến bất tỉnh. Dù gia đình đã ngắt nguồn điện, tổ chức sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng bà Mai vẫn tử vong. Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch cho biết, công an huyện Thanh Thủy đã có văn bản gửi đến tất cả những xã, thôn xóm trên địa bàn để thông báo cho người dân biết về sự việc đau lòng này. Đề nghị người dân hãy nâng cao ý thức cảnh giác khi sử dụng những thiết bị điện, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng những thiết bị định kỳ và nên bật bình nóng lạnh trước 15 đến 20 phút rồi tắt bình nước đi, sau đó mới vào tắm để an toàn. Theo một số chuyên gia về kỹ thuật điện, nhiều người dân quan niệm sai lầm rằng bình nóng lạnh có rơ le tự ngắt thì có thể cấm điện suốt 24/24 giờ. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy rơ le chỉ có nhiệm vụ điều khiển độ nóng của nước trong bình. Trong quá trình sử dụng, nhiệt độ nước trong bình thấp thì rơ le tự động cấp điện. Khi nhiệt độ nước cao thì rơ le tự động ngắt, chủ rơ le này không có chức năng bảo vệ chống điện rò rỉ ra nước. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng không chú ý tới việc bảo dưỡng bình nóng lạnh sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Thực tế cho thấy, thiết bị nóng lạnh sau một khoảng thời gian sử dụng đều có thể bị ăn mòn, bong tróc gây ra rò rỉ điện. Mặc dù nhiều mô đun bình nóng lạnh đã có những tích hợp thiết bị chống giật, nhưng những chuyên gia vẫn khuyên người dân nên bật bình nóng lạnh trước từ 10 đến 20 phút, tắt bình rồi mới vào tắm. Nguyên lý hoạt động của bình nóng lạnh là đốt nóng nên không gây ra tốn điện trong quá trình khởi động như điều hòa hay tủ lạnh. Chính vì thế, việc bật nóng lạnh suốt ngày sẽ gây tốn điện và dễ gây ra hư hỏng thiết bị hơn là việc khi nào cần thì dùng khởi động thiết bị. Thêm bi kịch về một gia đình, có hai người làm nghề thợ điện nhưng đến hai người chết vì bình nóng lạnh. Ngày 15 tháng 4, Công an thành phố Vũng Tàu đã lập hồ sơ điều tra tai nạn bị điện giật trong phòng tắm khiến cho hai mẹ con tử vong. Theo những tin tức mới nhất, vụ việc hai mẹ con bị điện giật chết trong nhà đã xảy ra vào đêm ngày 14 tháng 4 tại thành phố Vũng Tàu. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 4, sau khi mẹ chồng là bà Tôn Nữ Thị Chung, 59 tuổi tắm xong, chị Phạm Thị Bích Hoàng, 24 tuổi, ngụ tại đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, vào nhà tắm để tắm. Lúc này, điện ở bình nước tắm nóng lạnh vẫn mở. Khi chị Ngoan mới chạm tay vào vòi hoa sen thì đã bị điện giật, khiến cho chị Ngoan gất xỉu xuống sàn. Nghe tiếng động trong nhà tắm, anh Nguyễn Xuân Bảo Phước, 34 tuổi, là chồng của chị Ngoan, cũng chạy vào xem vợ có chuyện gì. Do dưới sàn nhà tắm có nước nên anh Phước cũng bị điện giật, té xuống sàn, có vết cháy ở bụng, mặt cháy sạm. Bà Chung nghe động tĩnh cũng chạy vào chỗ của anh Phước và cũng bị điện giật ngã xuống. Thời điểm cả ba người bị tai nạn điện giật,
bố chồng của chị Ngoan nằm ngủ ở ngoài phòng nên không hay biết sự việc. Một lúc sau, chị Ngoan tỉnh lại, thấy chồng và mẹ chồng bị điện giật nên chị cố gắng bước chân trèo lên những đồ vật khô để ra ngoài kêu cứu. Bố chồng chị nghe tiếng vội cướp ngay cầu giao điện bên trong nhà tắm. Gia đình và hàng xóm vào trong đưa bà Chung và anh Phước đi cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong. Chị Ngoan cũng bị thương, cháy nhẹ ở cánh tay cầm vào vòi sen nên cũng được đưa đi cấp cứu. Được biết, sau khi đã hoàn tất được những thủ tục khám nghiệm, công an đã bàn giao thi thể của bà Chung và anh Phước cho gia đình an táng. Chia sẻ với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Xuân Vinh, anh trai của anh Phước tâm trạng buồn rầu kể: anh và em trai đều làm nghề thợ điện. Do biết sự nguy hiểm của bình nước nóng lạnh khi điện hở, lúc mua nhà xong, anh đã thiết kế cho em trai một hệ thống điện gián tiếp. Tuy nhiên, khi dùng có thể người nhà đã sử dụng sai quy cách, không cắt điện nguồn sau khi dùng nước nóng. Do đó, khi tắm mở nước, điện hở đã gây ra giật. Anh mong muốn qua sự việc này, gia đình và những người khác hãy lưu ý và hết sức cẩn thận khi sử dụng bình điện nước nóng lạnh. Tiếp theo là câu chuyện người cha vì muốn kiếm thêm tiền cho gia đình nên đã bị rắn cắn đến thập tử nhất sinh. Chi tiết như thế nào, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 5 tháng 9, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân Phạm Văn Tâm, 38 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh, người đàn ông đã bị rắn độc cắn trên núi Bà Đen, đang nằm tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện nhiệt đới. Hiện tình trạng nguy hiểm nhất đã qua, rất khả quan, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn thở oxy, có thể tự ngồi dậy, ăn uống được, sinh hoạt thì vẫn còn nhờ đến sự hỗ trợ do vết thương vẫn còn sâu. Bác sĩ Sang cho biết, vết thương hoại tử sau khi mổ cắt lọc 3 lần và đang đặt VAC, một kỹ thuật mới, sử dụng máy hút liên tục để kích thích trong vùng vết thương hoại tử đã mổ. Kỹ thuật VAC này nhằm kích thích mô hạt lên và giữ môi trường độ ẩm vết thương đến mức ổn định, ngăn ngừa nhiễm trùng. Đồng thời, bệnh nhân cũng được cho sử dụng thuốc uống chống nhiễm trùng, tăng cường dinh dưỡng đường miệng liên tục. Khi nào mô hạt được lên tốt thì mới tiến hành kế hoạch ghép da cho bệnh nhân. Nói về thời gian bệnh nhân xuất viện, bác sĩ Sang cho rằng tùy tốc độ tiến triển của mô hạt vết thương, nếu như mô hạt lên tốt, nuôi đầy thịt vết thương thì sẽ tiến hành ghép da ít nhất cũng phải từ 1 đến 2 tuần nữa. Sau khi được ghép da xong, bệnh nhân phải được kiểm tra thay băng định kỳ vài ba lần xem miếng da đã được lấy chỗ khác đắp qua có dính hay không, làm thẩm mỹ xem da có ăn tốt hay không. Nếu chỗ vết thương ghép da tốt thì kế hoạch nằm viện sẽ rút ngắn, còn da không ăn thì sẽ phải ghép lần hai. Tuy vậy, dự kiến ước tính thời gian ra viện cũng tầm trong khoảng từ 2 đến 3 tuần tới. Nhấn mạnh về trường hợp thập tử nhất sinh này, bác sĩ Sang cho rằng Bệnh viện Chợ Rẫy mới đầy đủ các chuyên khoa hỗ trợ cho bệnh nhân từ đầu đến cuối. Thời điểm nguy hiểm nhất đã qua rồi, bây giờ bệnh nhân chỉ cần săn sóc tốt vết thương, chống nhiễm trùng, nuôi dưỡng vết thương đầy mô hạt, tiến hành ghép da nữa là có thể khỏe thôi. Bác sĩ Sang nhấn mạnh. Nguyên nhân anh Tâm bị rắn cắn là vào sáng ngày 19 tháng 8, trong lúc đi làm thuê ở một rẫy mãng cầu, khu vực núi Bà Đen, Tây Ninh, anh Tâm đã phát hiện ra một con rắn hổ mang chúa nặng 4,6 kg, dài hơn 2,5 mét. Con trai của anh kêu cha bỏ chạy, nhưng gia đình còn nhiều khó khăn nên anh đã quay lại bắt bằng được con rắn để bán lấy tiền. Khi bắt thì anh Tâm bị con rắn cắn vào đùi. Anh Tâm được chở xuống bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu rồi chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch và được cứu chữa suốt nhiều ngày qua. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!